Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Nóng Đất Việt. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh của chúng tôi. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hồ Chí Minh tín hiệu lạc quan khi ca mắc tử vong do COVID-19 giảm kỷ lục. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 14 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 909 trường hợp nhiễm mới trên địa bàn thành phố. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 411.327 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Và đây cũng là thời điểm số ca mắc mới còn 3 con số sau gần 3 tháng đầu trên 1.000 ca mắc mới mỗi ngày. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Số ca bệnh sau đó liên tiếp tăng nhanh và vượt lên ngưỡng hàng ngàn ca mỗi ngày từ tuần thứ hai của tháng 7 năm 2021. Theo số liệu ghi nhận của Cổng Thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đỉnh của dịch đã rơi vào tuần đầu của tháng 9 với số ca bệnh ngày cao điểm lên tới 8.510 ca mắc. Số ca mắc mới mỗi ngày liên tục ở mức hơn 4.000 trường hợp, kéo dài đến cuối tháng 9 mới bắt đầu giảm. Đầu tháng 10 năm 2021, số ca mắc mới mỗi ngày giảm xuống 2.000, đến ngày 14 tháng 10, số ca bệnh còn 909 trường hợp. Bên cạnh đó, số ca tử vong cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan. Sau nhiều tháng liên tục duy trì ở mức cao, hai tuần qua, số ca tử vong giảm. Đặc biệt, hôm ngày 14 tháng 10, số ca tử vong chỉ còn 61 trường hợp. Ngoài ra, nhóm bệnh nặng phải thở máy, thở oxy tại các bệnh viện đã giảm sâu, còn khoảng 3.000 trường hợp. Dự báo những ngày tới, bệnh nhân tử vong vì COVID-19 sẽ tiếp tục giảm. Trước tình hình dịch diễn biến khả quan, ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung việc tổ chức cho người lao động sử dụng xe ô tô cá nhân di chuyển giữa hai địa phương. Điều kiện di chuyển được áp dụng cho những người đã tiêm vaccine sau 14 ngày, đã khỏi COVID-19 dưới 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lấy mẫu. Cùng ngày, công ty bay dịch vụ hàng không Vasco đã chính thức nối lại đường bay hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Rạch Giá, Kiên Giang với chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ và từ Rạch Giá lúc 9 giờ 15 phút. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có quyết định bổ sung đường bay chở khách thường lệ Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau vào khai thác trong thời gian thí điểm hết ngày 20 tháng 10. Bộ Y tế quyết định tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế có văn bản số về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur. Theo đó, thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính đến hết ngày 11 tháng 10, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 55 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau, vaccine mRNA bất hoạt. Một số loại vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở người lớn và người cao tuổi. Hiện nay, có nhiều quốc gia trên thế giới triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa. Theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và Bộ Y tế. Về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, Bộ đề nghị mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Loại vaccine được sử dụng được Bộ Y tế phê duyệt cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng hai liều cơ bản một đối tượng và tiêm cùng loại. Bộ đề nghị xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10 năm 2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Đồng thời, các sở y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ em đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách, tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học, đối với các địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường.
Việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục 3 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ban hành kèm theo quyết định số 3588 ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế. Cha, mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng, nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này theo mẫu ban hành kèm theo công văn này. Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur xây dựng tài liệu, lập kế hoạch tập huấn và hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi cho các tỉnh, thành phố theo địa bàn phân công. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur xây dựng tài liệu, lập kế hoạch tập huấn và hướng dẫn việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi cho các tỉnh, thành phố theo địa bàn phân công phụ trách đối với các loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho lứa tuổi này. Viện phải chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. Bình Dương, 100% xã phường đã đạt tiêu chuẩn vùng xanh. Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã giao Sở Y tế chủ trì tham mưu để tỉnh ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Dịch bệnh ở Bình Dương bùng phát mạnh trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2021. Tổng số ca mắc lên trên 223.000 ca, chiếm khoảng 8,5% số dân của tỉnh, 2,6 triệu dân. Hiện tỉnh Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, mỗi ngày có từ 300 đến 500 ca mắc, chủ yếu trong khu vực phong tỏa. Sở Y tế cho biết, đến tối ngày 14 tháng 10, đã có 91 trên 91 xã phường đạt vùng xanh, hiện chỉ còn một khu phố vùng cam và 15 khu phố ấp là vùng vàng. Tỉnh Bình Dương đã tiêm 3,25 triệu liều vaccine, trong đó 2,29 triệu mũi 1 và 958.000 mũi 2. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Sở Y tế triển khai thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế, hướng dẫn các địa phương cập nhật thông tin, dữ liệu để xác định cấp độ dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ xem xét quyết định các tiêu chí phân loại và cấp độ dịch linh hoạt với diễn biến dịch, độ bao phủ vaccine. Từ đó, tỉnh Bình Dương có cơ sở để cho phép các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giáo dục được hoạt động trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường đôn đốc cấp cơ sở thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch trên địa bàn. Đáng chú ý, hiện nay các chốt kiểm soát lưu thông ở cửa ngõ ra vào tỉnh Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 của người dân khi lưu thông vào tỉnh Bình Dương. Ngành y tế đang nghiên cứu để tham mưu về việc kiểm tra giấy xét nghiệm của người dân. Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh. Thưa quý vị, văn bản 7217 của tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn nhiều nội dung về phòng chống dịch, nhưng ở góc độ của người dân, doanh nghiệp, việc dừng thực hiện văn bản nêu trên xét về một khía cạnh nào đó có thể là tin vui, ít nhất là với người dân và lao động ra vào tỉnh không còn bị chế định bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR. Đáng nói, văn bản 7217 được tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 12 tháng 10, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 13 tháng 10. Có thể nói, đây là quy định chưa ráo mực, nhưng trước một hướng dẫn mới của Trung ương, tỉnh chủ động dừng để vận dụng hướng dẫn mới. Dừng triển khai văn bản 7217 cũng có nghĩa là dừng yêu cầu tất cả người từ các địa phương khác vào tỉnh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu. Đồng thời, cũng dừng luôn quy định người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài cũng phải thực hiện xét nghiệm, khi trở về phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Dừng quy định này, người dân ra vào tỉnh Quảng Ninh tránh được những lần ngoáy mũi bắt buộc xét nghiệm mà theo hướng dẫn mới, trong khá nhiều trường hợp không cần thiết phải thực hiện. Trong văn bản hỏa tốc do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh ký vào ngày 14 tháng 10, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngoài nội dung yêu cầu dừng triển khai văn bản số 7217, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Quyết định này hướng dẫn về chuyên môn trong thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo quyết định số 4800 của Bộ Y tế, vấn đề xét nghiệm được nêu rõ, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ. Với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Tuy nhiên, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128 với 4 cấp độ dịch, Bộ Y tế có hướng dẫn chuyên môn phân loại cấp độ dịch ở các tỉnh, thành, thực tế vẫn chưa có nhiều địa phương hỏa tốc như Quảng Ninh trong dừng quy định các điều kiện không phù hợp hay ban hành quy định mới cho phù hợp với những hướng dẫn của Trung ương. Sẽ còn nhiều vấn đề phải điều chỉnh với mục tiêu thống nhất quản lý toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải đường thủy, đường bộ, đường hàng không, hay kiểm soát đi lại, kiên quyết không để ban hành các giấy phép con, không cắt cứ, chia cắt. Nghị quyết của chính phủ ban hành quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là áp dụng thống nhất trên toàn quốc với những mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, các chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Vì vậy, trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021, chính phủ đặc biệt lưu ý địa phương không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Quảng Nam triển khai các biện pháp dập dịch khẩn tại một trường học. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn thông tin, địa bàn vừa ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 17 học sinh và một giáo viên. Các ca mắc này có liên quan đến bệnh nhân HTN. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 10, sau khi có biểu hiện ho sốt, bệnh nhân HTN sinh năm 2003, trú tại thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, đến thăm khám tại Bệnh viện Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ. Qua test nhanh và xét nghiệm PCR, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa rõ nguồn lây. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phước Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, truy vết đối tượng F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Qua test nhanh, các thành viên trong gia đình bệnh nhân HTN, ngành y tế phát hiện em ruột của bệnh nhân là HTNM đang học lớp 82 tại trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Phước Chánh và một người cùng xóm nhiễm SARS-CoV-2. Tiếp tục mở rộng đối tượng xét nghiệm đối với học sinh, giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Phước Chánh, đến 0 giờ ngày 13 tháng 10 đã ghi nhận thêm 16 học sinh và một giáo viên mắc COVID-19. Ngoài ra, trong đêm còn phát hiện thêm một trường hợp dương tính tại xã Phước Đức sau khi tiến hành xét nghiệm theo các yếu tố dịch tễ. Trước diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp và có nguy cơ lây lan cộng đồng, lãnh đạo huyện Phước Sơn đã yêu cầu địa phương và các ngành liên quan kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho hay, xét thấy tình hình cần phải được kiểm soát nhanh, kịp thời, Ủy ban Nhân dân huyện đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ xã Phước Chánh từ 0 giờ ngày 13 tháng 10 cho đến khi tình hình được kiểm soát. Huyện Phước Sơn đã chỉ đạo lực lượng y tế tăng cường nhân lực và đề nghị CDC Quảng Nam tăng cường để xét nghiệm cho tất cả người dân trên địa bàn xã Phước Chánh với tinh thần khẩn trương nhất để tìm được F0, đưa ra khỏi cộng đồng và đưa đi cách ly, chữa bệnh theo quy định. Cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn còn quyết định phong tỏa cứng toàn bộ thôn 1, xã Phước Chánh với 154 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lực lượng y tế huyện Phước Sơn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 341 học sinh và 29 cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú và trường trung học cơ sở Phước Chánh. Chủ tịch huyện Phước Sơn chỉ đạo sử dụng cơ sở vật chất tại trường để làm khu cách ly, đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Trung Quốc lên tiếng về nhóm điều tra COVID-19 giai đoạn 2 của WHO. Thưa quý vị, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi WHO tuân thủ cách tiếp cận khoa học và có mục tiêu khi chuẩn bị kích hoạt giai đoạn 2 cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19. Ông Triệu cho biết, Trung Quốc hy vọng các bên tham gia vào cuộc điều tra sẽ có thái độ khách quan, khoa học, có trách nhiệm, tuân thủ quan điểm toàn cầu, thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, công bằng, đồng thời đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống dịch và truy nguồn gốc đại dịch toàn cầu.
Quan chức ngoại giao Trung Quốc nói thêm, Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ và tham gia truy tìm nguồn gốc COVID-19, song kịch liệt phản đối thao túng chính trị dưới bất cứ hình thức nào. Những bình luận trên được đưa ra sau khi WHO hôm ngày 14 tháng 10 công bố danh sách đề xuất 26 chuyên gia vào nhóm cố vấn phụ trách điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc COVID-19, hay còn gọi là SAGO. SAGO gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ nhiều nước, trong đó có 6 chuyên gia quốc tế từng là thành viên nhóm điều tra giai đoạn 1. Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã cho phép nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc COVID-19. Sau chuyến điều tra kéo dài khoảng 1 tháng, nhóm chuyên gia đưa ra 4 giả thuyết. Giả thuyết virus SARS-CoV-2 gây đại dịch lây sang người từ vật chủ trung gian là các động vật như dơi được cho là nhiều khả năng nhất. Ngược lại, giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm rất khó xảy ra. Nhóm chuyên gia nhấn mạnh vẫn còn mở rộng điều tra để xác định nguồn gốc chính xác của virus. Ông Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cho rằng điều tra giai đoạn 2 có thể là cơ hội cuối cùng để giải mã nguồn gốc đại dịch. Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO lưu ý vẫn còn hàng chục nghiên cứu đề xuất nữa cần thực hiện và có thể phải tiến hành trên lãnh thổ Trung Quốc một lần nữa. Về phía Trung Quốc, giới chức này tuyên bố tất cả cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 trong tương lai cần phải dựa trên nền tảng kết quả điều tra giai đoạn 1. Bắc Kinh cũng cho rằng giai đoạn tiếp theo của điều tra cần tập trung vào những nơi khác thay vì Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Mỹ và một số nước đồng minh chính trị hóa một vấn đề khoa học. Tuy nhiên, giới phê bình nói rằng báo cáo điều tra giai đoạn 1 bị ảnh hưởng do sự thiếu minh bạch của Trung Quốc. WHO đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc chia sẻ đầy đủ dữ liệu thô về giai đoạn đầu bùng dịch, bao gồm dữ liệu về các ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán hồi cuối năm 2021.